thường đi chỉ con để được dâng thánh lễ tạ ơn biết ơn chúa cứu độ của con nhà thờ để con sẽ giống đi đó. Cảm ơn quý thầy quý vị mọi người đã hiện diện đã tham dự. Bây giờ mới được chia tay thì hơi khó, nhưng mà có nghĩa là thì khi trong đó khi về có nghĩa thì con không quên năm mới, chắc chị mình thân thương thì cũng không quên năm mới nhé. Bởi vì nó có những năm tháng sống của con thì mình về những năm vô cùng khó khăn. Thế thì hôm nay có lẽ nếu nói những tâm tình thì cái sự động nhưng mà ở đó là một thời gian nào và xin được nhớ nhau của phòng nhà giáo nghĩa đang là cái ngôi đang là nơi phục vụ của tôi rất là đẹp, có lẽ đẹp nhất trong 8 năm về đây. Thời gian này là tình ca của sự đẹp đẽ, mọi sự ăn và nền nếp, mọi cô cả phải biết nhau quen thân quen biết. Nếu được cứ ở đây nhờ tâm quyết định và nhẹ nhàng để qua những năm tháng của cuối đời linh mục phục vụ, nhưng mà mục tiêu này không thể như vậy. Cho nên bây giờ tôi phải đến một phần lớn thôi nghe tin là tân cương của đất nước này, nhưng mà để mà quen tân cương thì cũng có nghĩa là chỉ các tết cái quãng đời phục vụ linh mục thì may ra có thể là quen được như vậy đó nghĩa ra. Cho nên cái khó khăn là đường ra, cái khó khăn là bằng cách làm những con người mới. Cho nên đấy là một cái khó khăn cho tôi trong công việc sắp tới. Xin hoàn toàn quyền của trời là chúng ta nhớ tổ chức cho nhau để thể hiện cái tâm tình và cái sự vô cùng cũng như một cái ước muốn quyết tâm sẽ sống tốt trong những ngày tới, cho dù có thể có những khó khăn phải bỏ ra cả một cái vùng thế mà một cái khung cảnh như là câu nói ở giáo lý đất để bước sang một vùng đất mới. Cho nên sẽ là một cái đau to cũng như vì tâm cũng đang ở đây đi vào đường đất quen hơi quen đất và đang có một cái điều rất là tích cực, nhưng mà cũng sẵn sàng sẽ ra đi theo ý của người tên. Tôi xin hát một bài nói về cái tâm tình của mình và cũng là như là một cái lời từ giã để thay cho một bài sau của hát của tôi. Xin anh chị em giám đốc viên đến tuổi tân niên hãy nhớ người bạn vợ của Chúa cầm tay thì này cứ luôn cứ bước mà đi, dù gian khó dù nguy nan dù vất vả thì cũng không quay trở lại. Xin cất cha ông cả con hát trong thay con hát được làm chia tay và con đi thay cho tất cả những tân tình. Ai hát được thì xin hát cùng, không được vỗ tay thì nó đảo khác. Tôi nhận chiếc đầy người cao cho tôi hân hoan đi vào mấy vườn đất mới, dù là đất sạch khô, dù có ai hân đầy mời các người đã theo tôi. Tôi nhận chiếc đầy người cao cho tôi hân hoan đi vào chân nói mòn ra đời tôi không làm chi, thắt ra tay tay từ xa không hề mặn mà đi do gì để tôi cứ từ gian khó. Tôi nghe người bố tôi là ông thợ cày, tôi nghe người bố tôi tối thiểu những người đã từng có
Nhưng giây phút vui